hàng xóm ơi. Chưa anh hả? Anh nấu cơm tối chưa vậy? Anh chưa, anh sớm mà. Ở bên này mình buồn quá à. Hay tối anh ta ăn cơm chung với em nha. Em ơi! Em ra nè! Có này đừng nấu cơm nha! Đợi có Hoàng sớm có bụng dễ sợ. Khi có đi qua em ăn cơm chung luôn. Trời, dịch bệnh khó khăn mà con có nhiều người tốt gì ta. Ê! Anh Bi! Ủa? Em? Nghỉ dịch lâu quá, anh ở nhà có buồn không? Trời ơi, buồn muốn chết luôn sao không buồn? 2-3 tháng nay á, anh lòng vòng ở nhà một mình á, buồn thấy bà nội luôn. Buồn hả? Em hàng xóm ơi. Dạ, anh kêu em hả? Nghỉ dịch lâu rồi, em ở đó có buồn không? Buồn. Gì mà nó xách cái xe chạy vòng vòng quanh sân ngoài vậy? Anh chạy cho nó quen. Anh sợ. Để mang hết giãn cách. Anh không còn biết chạy xe. Để mang hết giãn cách. Anh không còn biết chạy xe. Hả? Nè. Bi. Ủa, anh Tấn. Gì vậy? Đi theo anh. Theo anh phải làm phá sớm hả? Thôi, đi mình đi. Thì mày cứ đi theo anh. Nhậu cái. Nhậu hả? Anh đi đi, sư tử em ra sẽ sát anh bây giờ hả? Đàn ông con trai đầu đội trời trên đập đất. Sợ vợ. Nope. Sợ vợ sống lâu. Ở đây á, không phải một mình em sợ đâu. Cả xóm đều phải sợ đó. Cả xóm đều phải sợ đó. Ai nói cái gì đó? Anh là anh Tấn đúng không? Ừ anh Tuấn đây. Mà có gì mày nói từ từ thôi, mày làm gì mày làm như trời sắp sập đấy. Hả? Sao suốt ngày thả thính vợ tôi hoài vậy hả? Suốt ngày nó cầm điện thoại á, nó nhìn anh nào nó cười, là sao? Tại sao à? Tại tao ngon hơn mày. Nói như ban ngày còn hỏi. Nhà mày có lan 7 tỷ không? Nhà mày có lan 7 tỷ không? Đứng lại đây. Mày đừng ngại sao? Hả? Mày tính hốt tao à? Mày ngon. Dạ chào anh chị. Theo như em được biết, anh là một doanh nhân thành đạt. Không biết em thể phỏng vấn gia đình một chút được không ạ? Được chứ em tới đây để phỏng vấn mà. Theo như em được biết, có rất là nhiều gia đình khi họ khó khăn, họ vẫn rất là hạnh phúc bên nhau. Nhưng khi thành công rồi, người đàn ông lại bắt đầu bê tha, không còn quan tâm gì tới vợ nữa. Anh nghĩ sao về trường hợp này? Theo anh nghĩ, thành công của người chồng có sự đóng góp rất lớn từ người vợ. Nếu mà không có một người vợ chu toàn về cơm nước, nhà cửa, chăm sóc con cái thì người đàn ông sẽ rất là khó để thành công ở ngoài đường. Quá đúng luôn anh. Nhưng mà anh nghĩ sao về trường hợp khi mà người vợ ở nhà chăm sóc cho gia đình, lo cho gia đình nhiều như vậy, khi mà người đàn ông thành công họ lại muốn kiếm một người vợ trẻ hơn, đẹp hơn, anh nghĩ sao ạ? Thì anh nghĩ là người chồng này rất là sai, rất là tệ. Như anh á thì anh sẽ không bao giờ làm như vậy, không bao giờ bỏ vợ. Anh chỉ kiếm thêm thôi, không bao giờ anh bỏ vợ. Nói gì? Còn gì nữa đâu mà khóc vơi.